chúng ta sẽ đến với một không gian khác. Để tránh cái oi bức ngột ngạt từ nông thôn đến thành thị khi mà nền nhiệt độ ngoài trời lên đến 40 độ C, hàng triệu lượt du khách đã kéo về các bãi biển trong cả nước mỗi ngày, ghi nhận tại bãi biển Sầm Sơn, Thanh Hóa, một trong những khu vực nắng nóng của miền Bắc trong ngày hôm nay. Biển Sầm Sơn, Thanh Hóa, ngay trong chiều ngày hôm nay. Từ 2 giờ chiều, dù nắng vẫn còn gay gắt, nhưng du khách đã bắt đầu kéo về khu vực này. Tận dụng đủ mọi cách để tránh nắng, dưới bóng cây miễn phí. Hay biết chắc là nằm ở chỗ phải trả tiền. Nhưng để tránh cái nắng oi ả, nhiều du khách sẵn sàng chấp nhận. Thời tiết tính ra và ở đây thì mấy hôm nay rất là nắng ạ. Cảm giác rất là ngột ngạt. Mọi người thì thường tập trung đến biển ạ, tại vì ra biển thì cảm giác thoải mái hơn. Càng về chiều, lượng người kéo về Sầm Sơn càng đông hơn. Ngoài kem thì dừa có lẽ là thực phẩm được nhiều du khách lựa chọn nhất. Chủ nhà hàng này cho biết, những ngày qua, mỗi ngày cửa hàng của anh bán ra hàng trăm quả dừa. Mấy hôm nay thời tiết nóng nắng và khách đến đông lắm. Cứ một ngày là tôi chặt 300-400 quả. Chặt của anh là mệt luôn, chặt thoải mái. Theo chính quyền địa phương, những ngày vừa qua, mức nhiệt trung bình ngoài trời ở Sầm Sơn lên tới khoảng gần 41 độ C. Nền nhiệt luôn duy trì ở mức độ cao, khiến không khí trở nên nóng nực và ngột ngạt. Mỗi ngày, tại các khu vực bãi biển của thị xã, đón hàng nghìn lượt du khách đến tắm biển tránh nắng. Bãi biển Sầm Sơn chạy dài gần 6 km, từ cửa Lạch Hới đến chân núi Trường Lệ, đều chật kín du khách. Thường thì bây giờ là đang tháng 5, cho nên là lượng khách cũng đang đổ về cũng tương đối. Số lượng cứ buổi chiều từ 5 giờ đấy thì lượng khách, nhất là khách nội địa tập trung về Sầm Sơn rất đông. Về với biển, những ngày hè oi ả là lựa chọn hợp lý để tránh cái nóng bức, ngột ngạt. Cũng là những bước chân trên cát, chỉ cách nhau vài chục mét, nhưng tốc độ đã khác hẳn nhau. Người ta dồn sức chạy nhanh tránh cái nóng trên bãi cát để tận hưởng từ từ cảm giác mát lạnh giữa làn nước trong xanh. Hôm nay là lên trên 40 độ, là dân tỉnh rất là phấn khởi. Anh em nay là rủ nhau hôm nay đi tắm biển, cứ một tuần là tụi anh tắm tới 3 lần liền. So với các mùa hè năm nay nóng nhất, mà tôi ở bên Quảng Ninh tôi mới vào đây tôi tắm. Mà trước khi đi tắm thì trời cũng nóng được, nhưng xuống đây mát hẳn, con người rất là sảng khoái. Có thể sống thêm được, nhẹ chết nhưng mà sống thêm được mấy năm nữa.